Các bạn ơi, hôm nay Chibi sẽ thử tài làm hướng dẫn viên du lịch nha. Và chuyến đường hôm nay chúng ta sẽ đi đến Tây Ninh thăm núi Bà Đen. Đó, vượt qua rừng cao su và chúng ta đang trên đường đi đến núi Bà Đen nha các bạn. Hãy theo chân của Chibi. Các bạn nhớ like, đăng ký thành viên trên kênh nha. Đầu tiên chúng ta sẽ mua ổi. Mua ổi đem theo để ăn dọc đường. Khi đến núi Bà Đen gửi xe xong thì chúng ta lên xe điện để đi thẳng lên cái chỗ mà bán vé đi ra cáp hoặc là đi máng trượt đó mấy bạn. Còn ai thích đi bộ thì đi, nhưng mà Chibi là trẻ em cho nên sẽ đi cáp treo cho nó khỏi mỏi chân. Ở đây thì có cái bảng hồi nãy mới đọc á, mấy bạn thấy không, là ưu tiên cho người cao tuổi và trẻ em cũng như là khách VIP đó. Và bây giờ là mình đang xếp hàng nè mấy bạn thấy không, rất là đông người xếp hàng. Khi mà lên đến trên 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 núi thì mấy bạn thấy không, hành lang của núi rất là đẹp đó, nó có những cái bông hoa sen nè làm cái đường đi ngay cái chỗ Phật nằm đó mấy bạn. Đây đây là tượng Phật nằm lớn nhất ở trên núi, Nam Mô A Di Đà Phật phù hộ cho Chibi và tất cả các bạn đều khỏe mạnh và hạnh giỏi, học giỏi. Wow, mấy bạn ơi, giờ đây nè. Trời đất ơi, người ta bán chim. Coi coi kìa. Trời ơi, chim bay trên trời tung tăng cho hoa cây đẹp mà tự nhiên đem đi bán chim, bắt vậy tội nghiệp ghê luôn á. Trời ơi à, mấy người trên núi này kỳ ghê á. Cái chỗ tượng Phật của người ta là cái nơi rất là từ bi hỷ xả, toàn làm những điều tốt. Người ta lợi dụng cái lòng tốt của mọi người đi viếng chùa, cái người ta bắt chim bán để cho người ta mua, người ta thả phóng sanh đó mấy bạn. Mấy bạn đừng có làm như vậy nha, tội nghiệp con chim lắm á. Tại vì nếu như mình mua thì người ta sẽ tiếp tục bắt con chim về bỏ vô lòng để cho mình bán, mà cứ bắt vô bắt ra thì tội con chim lắm mấy bạn ơi. Đừng có mua chim như vậy nha. Để mình đi mét chú bảo vệ coi tại sao ở trên đây mà lại cho bán chim như vậy chứ. Ôi, cảnh núi ở đây đẹp quá mấy bạn ha. Có cái khu dẫm nè để người ta leo lên đây á, mệt á. Đây nè, mình thấy đây nè, có cái bảng cấm săn bắt, cấm bán chim. Chim này là chim ở trong rừng đó, nơi đây đúng rồi, nó phải cấm như vậy đó. Cấm đi, đừng có cho bán nữa. Đúng là trên đây cũng giống ý của mình. Mình leo lên trên đây cao mấy bạn, trên cái đỉnh núi rồi đó. Rồi bây giờ là tới cái chỗ này nè, là cái một cái núi ấy, một cái chùa rất là đẹp nha mấy bạn. Đó, ở khuôn viên của chùa thì lại có cái hình của Đức Phật Tổ Như Lai nè. Đó, khi Đức Phật mới mới chào đời đó mấy bạn, thì một tay chỉ thiên và một tay thì chỉ dưới đất. Đó, tức là thiên và địa, mỗi bước đi thì là đều có bông sen, có được 7 cái bông sen á, bước được 7 bước đi mấy bạn. Đó, cái tay này chỉ thiên nè. Mấy bạn thấy Chibi làm hướng dẫn viên du lịch được không? Tay này chỉ địa nè, đó, chân thì bước trên bông sen. Mỗi mỗi một bước chân của Đức Phật là một cái bông sen nở ra đó mấy bạn. Khi mới chào đời luôn á nha, ngộ chưa? Đó, người ta làm lại cái tượng đó đó. Chơi chơi vậy thôi á là xong rồi đó. Bây giờ là đây nè, cái vòng này là cái vòng quay cáp treo nữa bạn, mình lại tiếp tục chuẩn bị lên cáp treo để đi về. Đó đó, người ta leo lên đó đó, bắt đầu nè đi xuống cáp nè, la 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 la. Ở phía dưới á, mình thì mình ngồi trên cáp treo, mình nhìn xuống dưới là những cái đường máng trượt nó lượn qua lượn lại á, mấy bạn thấy đẹp không? Đây đây là những người bạn ngồi chung cái buồng cáp treo chung với mình nè. Wow, cảnh tượng thật là đẹp đúng không mấy bạn? Mấy bạn nhớ đăng ký thành viên trên kênh Tỉ Mỉ Li Ti Family để được xem nhiều thông tin bổ ích khác nha. Mình đi đến đâu mình cũng sẽ làm video để cho các bạn thấy. Đó, mình ngồi trên cáp, cáp mình thì đi xuống, cáp của mấy người kia thì đi lên. Wow, tới cái này nè. Tới cái trục này. Nó dằn 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 dằn, nó hơi dằn tí xíu nha mấy bạn. Đẹp quá ha. Cây thật là xanh mình lắm, như chim bay vậy đó, ngồi trên cao hơn cả ngọn cây. Tới nơi rồi và bây giờ chúng ta lại tiếp tục hành trình băng về nhà qua cái rừng cao su nha mấy bạn. Đó, lại mua ổi, người ta rất là thích mua ổi, ổi ở đây rất là ngon, ổi nhà vườn đó mấy bạn, ngon lắm. Là rừng cao su nè, mình rất thích đi qua những cái chặng đường á mà hả, hai cây cao su nó chụm nhau như vậy nè mấy bạn thấy đẹp không, lá vàng lá xanh không khác gì.